Sự im lặng của họ muốn bạn hiểu điều gì? Nếu bạn nhìn thấy video này xem như lời huấn duyên, và đây là điều bạn sẽ hiểu được thông qua câu nói của họ khi tìm ra được cái sự thật đã khiến bạn đau lòng. Có vẻ như các bạn đã trải qua cái sự bối rối khi người này ngắt cách nói, không trả lời. Mối quan hệ các bạn là mối quan hệ mập mờ, on và off. Bạn cảm thấy tại sao là như vậy? Tự hỏi là tại sao mọi thứ cứ xảy ra vậy hoài vậy? Bạn đã làm gì sai và làm thế nào để bạn có thể tiếp tục cái mối quan hệ này? Và ở nhiều bạn, các bạn thấy hình như là mình đã phạm sai lầm hoặc lãng phí thời gian của mình. Và cái việc này, tất cả mọi thứ nó khiến cho bạn rất là buồn và tức giận bản thân mình nữa. Tại sao mình lại cứ để theo chuyện này xảy ra hoài vậy? Đôi khi bạn cảm thấy bối rối. Lý do mà cái người này cứ on off thường xuyên như vậy, họ không có nghĩ đến cảm xúc của các bạn. Nếu như ngay tại cái thời điểm này, họ suy ngẫm về giá trị thực và mục tiêu của họ đối với mối quan hệ bằng cách nhìn lại tình yêu xem thực sự hai người đến với nhau vì cái gì và hai bạn có thực sự thích nhau không. Nếu không được thì cho nhau cái sự chia tay một cách cụ thể nhất để mỗi bên đi tìm hạnh phúc, đi tìm cái người mà họ muốn chia sẻ buồn vui, chia sẻ những tổn thương, chia sẻ những thành công và thất bại trong cuộc sống này. Bởi vì chính bạn đã thấy là hình như mình đang bị cô lập ngay trong mối quan hệ của bạn và họ. Nếu tiếp tục như vậy hoặc trải qua như vậy hoài, sự đồng hành, sự hỗ trợ, sự hiện diện của họ không có gì là quan trọng nữa. Bởi vì cái niềm vui và nỗi buồn của các bạn không có họ xuất hiện thì đây có được gọi là tình yêu hay tình bạn hay là một người dân. Mình rất tiếc khi hai bạn phải đối mặt cái việc này. Mình cảm thấy là cái việc này thật sự không có chịu đựng được. Nó quá giới hạn đối với bạn và bản thân mình. Nếu trong trường hợp này mình cũng thấy vậy luôn. Và điều thứ hai họ muốn gửi các bạn là gì? Họ biết là họ đã vượt quá giới hạn đối với bạn. Tức là cái phần ranh, cái việc làm cho bạn buồn đó, là không thể chấp nhận được. Họ cũng thấy cái điều này. Cái sự thiếu tôn trọng và gây tổn thương cho bạn, họ cũng cảm nhận được luôn. Có thể là họ đã vi phạm cái lòng tin hoặc ranh giới hoặc kỳ vọng của bạn một cách nào đó mà bạn thấy là mình không thể chấp nhận được. Có thể bạn thấy họ quá thờ ơ trong mối quan hệ này. Họ không có sự tôn trọng bên trong đây. Và họ đang làm hỏng đi mối quan hệ của cả hai, dẫn đến cái mối quan hệ cứ mập mờ lững lơ làm sao á, mà đang trên bờ vực là chia tay thực sự. Và bản thân họ cũng thấy là họ đã vượt qua cái mức giới hạn cho phép khi làm tổn thương bạn. Nhưng bản thân cái người này họ chưa có sự chân thành và chịu trách nhiệm về những việc họ làm. Họ luôn luôn có lý do giải thích, lý do là họ đã làm đúng mà không phải nghĩ tới cảm xúc của chính bạn. Chính điều này nó làm cho những dự định trong tương lai của hai bạn một lần nữa bị đánh mất trong tương lai và ở hiện tại này. Tuy nhiên mình cũng khuyên bạn là nên tôn trọng cảm xúc và mong muốn của họ. Đừng gây áp lực hay buộc họ phải xin lỗi hay quay lại hay cái gì hết trơn á. Có thể họ cần cái thời gian, họ cần suy nghĩ để họ suy nghĩ những việc họ làm và họ muốn trong mối quan hệ cả hai. Bây giờ mình biết cái điều chia tay là khó khăn đối với bạn, nhưng mà bây giờ mình cũng phải để cho cơ hội để người ta học hỏi từ những sai lầm của chính họ và của chính bạn nữa. Mình phải cần trưởng thành, bởi vì mình có thể suy nghĩ như vậy mà người ta đã có suy nghĩ vậy đâu bạn. Quan trọng là điều mà họ cần làm là gì và họ có muốn ở lại trong mối quan hệ với các bạn hay không mới điều tiên quyết nhất. Chúng ta hãy nhớ rằng mình không có đơn độc đâu. Bạn còn rất nhiều người quan tâm đến hạnh phúc của bạn. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, bạn xem trải bài của mình là bạn cũng hạnh phúc rồi. Bạn còn gia đình của bạn nữa mà. Mình hy vọng là các bạn sẽ vượt qua cái điều này. Cái ranh giới của bạn nên đặt ra cho họ luôn. Còn không được chia tay cũng không sao hết các bạn. Giới hạn của chúng ta là gì? Một câu nói rất là buồn luôn đó các bạn. Bởi vì bạn hiểu mà chưa chắc người ta hiểu. Bạn yêu mà chưa chắc người ta yêu. Bạn trưởng thành mà chưa chắc người ta đã trưởng thành. Và thông điệp tiếp theo của họ muốn gửi các bạn là gì? Họ muốn được cảm giác như vậy một lần nữa. Đây là trải bài tiếp theo cho cái trải bài mà hai bạn còn quen nhau mà tại sao cứ on off. Họ muốn biết cái gì trong cái trường hợp này của hai bạn. Thì đây một câu mà họ lại gửi các bạn cũng lầm lẫn, cũng on off y chang những gì trải bài trước mình chia sẻ. Ở đây một cái gì đó có vẻ như họ hoài cổ khát khao những thứ trước đây.
Có thể họ đang thiếu tình cảm và hạnh phúc, và sự kết nối và sự chia sẻ tình yêu của hai người. Liệu họ đang muốn cái gì trong đây vì ta? Liệu họ muốn cái gì một lần nữa đó với bạn? Và tại sao họ cứ làm bạn đau, im lặng ngắt kết nối rồi tiếp tục lại nói muốn trở lại giống như xưa? Thật sự cái điều này rất là bình thường đối với những đối tác bền chặt. Nhưng mà quan trọng không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ nhớ về những cái thứ đó, ai cũng phải trưởng thành hết trơn. Cái việc mà lý tưởng hóa tình yêu trong mối quan hệ mà quên đi những cái mối vấn đề xung quanh xung đột hay là những thương tích dẫn đến việc chia tay. Cái việc mà các bạn so sánh người yêu cũ, người yêu mới hoặc đứng núi này trong núi nọ cũng làm hỏng tình yêu của cả hai nữa. Mà họ phải hiểu rằng cái cảm giác không hài lòng hay vô vọng chỉ có giết chết tình yêu mà thôi. Bây giờ mình phải làm sao để cho tình yêu được tích cực hơn, làm sao để chúng ta yêu nhau nhiều hơn, đó là điều quan trọng. Sự thật có yêu lần nữa hay không, hay trở lại hay không, cũng không phải là vấn đề. Quan trọng là chúng ta phải học cách tôn trọng và ủng hộ người yêu của mình. Yêu cái người thật của chính mình mới là quan trọng. Và quan trọng nhất là họ phải biết bày tỏ ra họ là ai và họ mong muốn cái gì. Chính bằng lòng tự trọng và sự tin tin nhất có thể, bằng cách kết nối với nhau, nói chuyện giao tiếp nhiều hơn, còn hơn là cứ che giấu cảm xúc của chính mình, cuối cùng họ không ai hiểu ai hết, dẫn đến mối quan hệ chia tay, buông bỏ người yêu và tiếp tục cuộc sống của chính mình là một sự ích kỷ mà họ đang nhận lấy và họ cố bám víu vào những cái ích kỷ đó, rồi họ lại tiếp tục bám víu những kỷ niệm và hối tiếc. Tại sao vậy ta? Cái người này rất là ngộ luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để cho các bạn đặt ra câu hỏi với người này, và sẽ có 3 câu hỏi các bạn đặt cho họ ha. Đầu tiên các bạn hãy nghĩ về cái người đó và bạn đặt câu hỏi bất kỳ, và mình sẽ để cho các bạn vài giây các bạn đặt câu hỏi. Và câu trả lời bất kỳ cho tất cả câu hỏi các bạn là gì? Thì ở đây họ muốn trả lời với các bạn là họ không muốn cái chuyện này xảy ra bởi vì họ đang trong những cái nỗi đau rất là nhiều. Những cái nỗi đau mà họ giấu kín các bạn và họ không muốn bày tỏ ra ngoài với bạn là gì? Trời ơi, gặp người hướng nội rồi. Bây giờ thêm một câu nữa, các bạn hãy nghĩ về người đó và đặt câu hỏi ha. Và câu trả lời của họ đó là trời ơi, thấy câu trả lời muốn té ghế luôn các bạn. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống gia đình với bạn. Một con số 10 tròn đầy, một con số 10 của mùa ly. Họ muốn lập gia đình với bạn. Bạn là cái đối tượng họ mong muốn. Trời, mình không biết bạn đặt câu gì mà câu trả lời nghe nó lãng mạn dễ sợ luôn á. Và đây là câu hỏi cuối cùng bạn dành cho họ nha. Hãy suy nghĩ một câu hỏi bất kỳ và dành cho họ. Và sau đây sẽ là câu trả lời và các bạn sẽ nhận lấy từ họ là gì. Và câu trả lời là họ biết cái điều này từ một số nguồn thông tin mà họ có thể lấy ở đâu đó mà họ không biết. Thì đây là điều bí mật cần họ phải bật mí. Mình vừa kết thúc xong cho bạn 3 câu bất kỳ và câu trả lời của họ qua 3 câu này. Các bạn thấy đúng không đúng thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết ha. Hy vọng kết nối năng lượng cùng các bạn. Và tiếp theo mình xin thông điệp của vũ trụ muốn gửi các bạn. Mối tình này là gì? Sẽ sớm thôi. Ý thông điệp này muốn nói rằng tất cả mọi việc bạn mong muốn sẽ sớm đến mà thôi. Mọi việc sẽ được có sự quyết định rất là rõ ràng. Và bạn muốn những gì đang diễn ra thì nó đang theo diễn ra đến với bạn. Bạn cứ chờ đi. Cái sự kiên nhẫn là điều tiên quyết trong mối quan hệ này. Giống như trải bài trước luôn các bạn. Nó cần sự kiên nhẫn. Trời ơi, cái trải bài buồn quá. Phải buồn mà nó lập lửng sao mình không chịu được luôn. Mình tức quá trời tức luôn nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài này. Xin chào và hẹn gặp lại.